Xe ô tô hybrid với động cơ lai điện và xăng được xem là lựa chọn phù hợp trong điều kiện cơ sở hạ tầng và hệ thống chạm sạc cho xe điện thuần không hoàn chỉnh như hiện nay. Nhiều hãng sản xuất ô tô đã chuyển sự tập trung của họ vào việc phát triển dòng xe hybrid nhằm thay thế xe chạy xăng truyền thống và đóng vai trò quan trọng trong việc tiếp tục phát triển xe điện trong tương lai. Ví dụ, hãng ô tô Volvo đã ngưng kinh doanh xe động cơ đốt trong tại thị trường Việt Nam kể từ năm 2022 và hoàn toàn chuyển sang dòng xe hybrid. Toyota Việt Nam liên tục giới thiệu hàng loạt mẫu xe hybrid bao gồm Lexus, Camry, Altis, Corolla Cross, Yaris và Innova. Hyundai thành công đã có mặt trong phân khúc này với mẫu Santa Fe Hybrid, Kia với mẫu Sorento Hybrid và Nissan có một số mẫu hybrid như Kicks e-Power và Suzuki với mẫu Ertiga. Ô tô hybrid ngày càng phổ biến trên thị trường và được người tiêu dùng đón nhận. Ông Koji Sugita, Tổng Giám đốc Honda Việt Nam, cho biết doanh nghiệp đã đưa ra kế hoạch phát triển các dòng xe xanh theo định hướng của chính phủ về môi trường thân thiện. Trong giai đoạn chuyển đổi từ xe chạy xăng sang xe điện, phát triển dòng xe hybrid là một giải pháp hiệu quả, giúp tiết kiệm nhiên liệu khoảng 30% so với xe động cơ đốt trong truyền thống và giảm lượng khí thải CO2 ra môi trường. Đại diện của Toyota cho biết tập đoàn đã cam kết đạt trung hòa carbon trong mọi hoạt động vào năm 2050 và hướng đến sản xuất không phát thải CO2 vào năm 2035. Tại thị trường Việt Nam, ông Nakano Keita, Tổng Giám đốc Toyota Việt Nam, cho rằng sử dụng xe hybrid với nhiên liệu sinh học là một chiến lược kịp thời và phù hợp để giảm khí thải CO2 ngay lập tức mà không cần phải chờ đợi. Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam, VAMA, đại diện cho rằng cần từ 5 tháng 10 năm nữa để Việt Nam có thể hoàn thiện hệ thống chạm sạc cho xe điện. Hiện vẫn chưa có tiêu chuẩn cụ thể về địa điểm, diện tích và mật độ chạm sạc trong khu dân cư. Trong giai đoạn chuyển tiếp này, xe hybrid với mức giá phù hợp có thể được sử dụng như một giải pháp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả. Chuyên gia ô tô Nguyễn Minh Đồng cho biết rằng mặc dù hệ thống chạm sạc cho xe điện đã phát triển ở mức độ nhất định ở một số nước tiên tiến, người dân vẫn chưa hoàn toàn chuyển đổi sang việc sử dụng ô tô điện. Lý do chính là do thời gian sạc điện mất nhiều và khu vực xa, vùng nông thôn không có nhiều trạm sạc. Dòng xe hybrid nên vẫn được số đông người tiêu dùng trên khắp thế giới lựa chọn bởi khả năng tiết kiệm nhiên liệu, bảo vệ môi trường và tính linh hoạt. Ô tô hybrid sạc ngoài có thể đi được từ 60 đến 70 km, thậm chí gần 100 km sau khi đầy pin. Sau khi pin hết, xe chuyển sang sử dụng động cơ đốt trong, giúp người dùng không phải lo lắng về nhiên liệu khi di chuyển xa. Trưởng ngành quản trị kinh doanh Trường Đại học Kinh tế Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, Thạc sĩ Trần Anh Tùng, đánh giá thị trường ô tô Việt Nam vẫn tập trung vào xe động cơ đốt trong truyền thống và xe điện chưa phổ biến vì nhiều lý do. Trong khi đó, dòng xe hybrid có lợi thế lớn với khả năng tiết kiệm nhiên liệu hơn so với xe xăng truyền thống, giá thành hợp lý hơn xe điện và quãng đường di chuyển không bị giới hạn bởi pin. Công nghệ hybrid đã phát triển mạnh nên có thể sản xuất hàng loạt. Xe hybrid sẽ dần thay thế xe xăng truyền thống và từng bước làm người tiêu dùng quen dần với công nghệ điện cho ô tô.